núi Bà Đen bất ngờ sạt lở, chính quyền địa phương đang khoanh vùng khu vực này và có biện pháp khắc phục. Ngày 15 tháng 11, ông Trần Hải Sơn, phó ban phụ trách ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, xác nhận có vụ việc sạt lở tại núi Bà Đen. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Theo ông Sơn, nguyên nhân của tình trạng sạt lở tại núi Bà Đen là do mưa lớn trong suốt 2 tuần qua. Do mùa mưa năm nay của Tây Ninh kéo dài, lưu lượng mưa lớn dẫn tới hiện tượng sạt lở cục bộ khu vực sườn núi phía sau chùa Bà thuộc núi Bà Đen. Hiện tượng sạt lở tập trung ở khu vực lưng chừng núi, tại một số nơi địa chất yếu, khu vực đá mồ côi. Khu vực sạt lở không thuộc phạm vi các công trình, dự án đang xây dựng quanh núi Bà Đen. Ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo ban quản lý núi Bà Đen cùng với cơ quan liên ngành tại địa phương đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc, đánh giá hiện trạng và bàn giải pháp khắc phục. Ông Sơn khẳng định, quanh khu vực sạt lở không có các hộ dân sinh sống nên không gây ra thiệt hại nào về vật chất, con người cũng như hoa màu. Chúng tôi đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực sạt lở, đánh giá mức độ và sẽ sớm đưa ra giải pháp khắc phục. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là không để ảnh hưởng tới tính mạng hay tài sản của người dân sống quanh khu vực. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các cơ quan liên ngành kịp thời đánh giá những tác động địa chất có thể xảy ra trong tình hình thời tiết vẫn tiếp tục mưa lớn. Qua đó nhằm xây dựng phương án ứng phó với sạt lở những ngày tới. Tỉnh cũng yêu cầu ban quản lý núi Bà Đen cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời khắc phục, chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình huống. Trước đó, nhiều người dân sống tại chân núi Bà Đen phát hiện tình trạng sạt lở trên núi nên đã dùng điện thoại quay lại và đăng trên mạng xã hội. Theo một số người dân,